Xin chào tất cả mọi người. Trong bài học số 57 này, chúng ta sẽ học một động từ nhóm 3 khác. Đó là động từ result. Nó có một số ý nghĩa cách dùng mà chúng ta sẽ coi ở bên dưới. Trong bài này, thật ra chúng ta muốn nhấn mạnh một nhóm động từ gồm có 3 động từ kết thúc bằng S-O-U-D-R-E, giống như là result. Sở dĩ chúng ta phải nói như vậy bởi vì trong một bài kế tiếp, chúng ta sẽ học một số các động từ tận cùng bằng O-U-D-R-E. Vậy chúng ta thấy có sự khác biệt này. Nếu mà thêm ký tự S vào đây này, chúng ta sẽ có cách chia khác và chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài này. Còn nếu không có ký tự S thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong một bài sau. Mặc dù chúng ta thấy 5 ký tự cuối của các động từ này giống nhau. O-U-D-R-E, O-U-D-R-E. Và trong khi khảo sát nhóm gồm có 3 động từ này, chúng ta cũng để ý một cái sự khác biệt nho nhỏ. Đó là động từ result mà chúng ta để ý đặc biệt trong bài này. Nó có 2 participase. Thứ nhất là resoli, thứ hai là resu. Trong khi 2 động từ kia chia giống nhau nhưng mà ở participase nó lại khác. Chỉ có một hình thức là disu và absu. Chúng ta thấy rõ ràng ở trong động từ result là ở quá khứ chúng ta có thể chia hai cách khác nhau, trong khi ở động từ disut và absut thì chúng ta chỉ có một cách chia. Còn về hiện tại và tương lai thì chia giống nhau. Và sau đây chúng ta sẽ coi cách chia một cách cụ thể của 3 động từ này. Động từ result có participase là resoli và chúng ta có 3 thì căn bản của mot indicative như sau: hiện tại, je résous, tu résous, il résout. Nous résolvons, vous résolvez, ils résolvent. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng đây là một động từ bất quy tắc. Ở 3 ngôi số ít chúng ta phát âm giống nhau nhưng mà viết khác nhau. Ngôi thứ nhất tận cùng bằng S, ngôi thứ hai tận cùng bằng S, ngôi thứ ba tận cùng bằng T, phát âm giống nhau. Je résous, tu résous, ils résolvent. 3 ngôi số nhiều thì nó lại đổi thành résolve. Nous résolvons, vous résolvez, ils résolvent. Với participase là résolu, chúng ta ghép với trợ động từ avoir thì chúng ta có thì quá khứ passé composé: j'ai résolu, tu as résolu, il a résolu, nous avons résolu, vous avez résolu, ils ont résolu. Và để thành lập thì tương lai futur simple thì chúng ta làm như giống như một số các động từ tận cùng ở DRE. Chúng ta bỏ ký tự E này đi. Còn lại cái căn thì chúng ta ghép với bộ đôi của thì tương lai đó là AIAS. A-O-N-S-O-Z-O-N-T. Đây là bộ đuôi terminaison của thì tương lai A-I-A-S-A-O-N-S-O-Z-O-N-T. Và chúng ta ghép cái căn sau khi trừ đi ký tự E, result, bỏ ký tự E đi thì còn lại cái căn là result như thế này. Và chúng ta ghép với bộ đuôi: je résoudrai, tu résoudras, ils résoudras, nous résoudrons, vous résoudrez, ils résoudront. Đó là 3 thì căn bản của động từ résout. Và bây giờ chúng ta coi động từ thứ hai là động từ dissout. Động từ dissout nó chỉ có một participase, đó là dissu. Và các cách chia của tương lai và hiện tại thì cũng giống như ở bên trên: je résous, je dissou, tu résous, tu dissou, il résout, il dissou, nous résolvons, nous dissolvons, vous résolvez, vous dissolvez, il résolve, il dissolve. Nhưng mà trong khi ở quá khứ, ở trong động từ résout, j'ai résolu, thì ở bên dưới chúng ta thấy là j'ai dissous, j'ai résolu. Thì ở bên dưới là j'ai dissous. Đây là sự khác biệt của 3 động từ này trong nhóm các động từ chia với, thì chúng ta thấy là chia với S, résolu, soutre, O, S-O-U-D-R-E ở bên trên này là j'ai résolu, j'ai dissous. Đây là sự khác biệt. Còn về hiện tại thì tôi thấy chỉ giống nhau và tương lai cũng như vậy. Tương lai của động từ dissous chúng ta cũng tách cái ký tự O này ra. Còn lại cái căn là dissous. Còn lại cái căn thì chúng ta ghép với bộ đuôi của tương lai. Đó là A-I, A-S, A-O-N-S, O-Z, O-N-T. Và trước khi qua động từ thứ ba là động từ absolute, chúng ta cần coi lại
Ba động từ này chia giống nhau ở thể hiện tại và tương lai. Riêng ở thể quá khứ thì động từ result nó có participle là resoli, trong khi hai động từ kia là disu và apsu. Sự khác biệt là chỗ này. Nhưng mà người ta vẫn xếp chung vào một tiểu nhóm chung là bởi vì các thể khác hiện tại và tương lai chia giống nhau. Động từ absurd rất là ít dùng, nhưng mà chúng ta cũng để ý là cách chia ở thể hiện tại thì giống như là bên trên của hai động từ trên. Japsu, Japsu, Inlapsu, Japsun Vong, Japsun Ve, Japsun. Và ở thì quá khứ thì chúng ta cũng lấy participle của nó là absu, chúng ta ghép với trở động từ Ava, Je, Absu. Và tương lai cũng như vậy, chúng ta lấy cái căn trừ đi ký tự ơ, chúng ta ghép với bộ đôi Japsutre, Japsutra, Inlapsutra, Uzapsutro, Uzapsutre, Inzapsutro, giống hoàn toàn như là hai động từ bên trên. Và bây giờ chúng ta coi động từ result. Động từ result có các cái ý nghĩa cách dùng như sau. Cách dùng thứ nhất mà chúng ta hay dùng ở trong học hành về toán, đó là giải. Giải một bài toán, result un problème de maths. Giải một phương trình. Giải một phương trình, résoudre une équation. Giải một bất phương trình, résoudre une inéquation. Ở đây chúng ta cũng lưu ý một tiểu tiết, ở đây chúng phải đọc lọc qua, bởi vì theo quy tắc thông thường thì QI chúng ta phát âm là cờ, chẳng hạn như là chữ question. Une question là một câu hỏi hay một vấn đề đó, thì chúng ta không phát âm cái tự U, une question, thì ở đây người ta lại phát âm équation. Résoudre une équation, giải một phương trình. Résoudre une inéquation, giải một bất phương trình. Như vậy, ý nghĩa cách dùng đầu tiên đó là giải một bài toán. Ý nghĩa thứ hai là giải quyết. Résoudre des difficultés, giải quyết những khó khăn. Giải quyết một cuộc tranh chấp bằng những đàm phán. Résoudre un conflit par des négociations, conflit một sự xung đột. Tranh chấp, xung đột giữa hai phe phái với nhau, giữa hai đối tượng với nhau. Nhưng mà giải quyết bằng những cái cuộc đàm phán, negotiation. Như vậy chúng ta cũng có động từ result là giải quyết những khó khăn, giải quyết một cái xung đột. Ở đây chúng ta cũng để ý là động từ negotier ở trong việc buôn bán, tức là thương lượng về giá cả. Đôi khi chúng ta thấy là những người ta rao bán, ví dụ rao bán một cái miếng đất hay một cái nhà gì đó, người ta đưa ra một cái giá, nhưng mà người ta để thêm là à, negotier, tức là còn thương lượng, chứ không phải giá đó là cố định. Đó là trong buôn bán. Và ý nghĩa khác là điều đình, đàm phán. Ở đây chúng ta dùng ý nghĩa thứ hai, giải quyết một cuộc xung đột, một cuộc tranh chấp bằng những điều đình, bằng những đàm phán. Đó là ý nghĩa thứ hai là giải quyết. Ý nghĩa thứ ba là quyết định. Trong những cái hoàn cảnh như thế này thì tôi không thể quyết định được cái gì hết. On ne peut rien résoudre dans ces conditions. Ở đây chúng ta để ý tới cái ý nghĩa thứ ba, bởi vì nó sẽ có một từ cùng gia đình mình nó ở trong phần bên dưới, có nghĩa là quyết định. Người ta không thể quyết định gì cả trong các cái điều kiện như thế này. Ý nghĩa cách dùng thứ tư là phân giải, là tiêu hủy. Ý nghĩa này tương đối ít dùng và chúng ta cũng đưa vào cho đầy đủ. Phân giải một chất thành những nguyên tố của nó, résoudre un corps. On ces éléments, co là một cái cơ thể, một cái cơ thể nào đó. Và bây giờ chúng ta phân tích, phân giải ra thành những yếu tố của nó. Résoudre un corps on ces éléments. Hoặc là làm tiêu đi một khối u, résoudre une tumeur. Ở trong cơ thể chúng ta đôi khi có những cái khối u lành, thì y bác sĩ sẽ làm cho nó tiêu đi, résoudre une tumeur. Và chúng ta cũng nói lại là ý nghĩa số 4 này chúng ta cũng ít thấy dùng, nhưng mà cũng đưa vào cho đầy đủ. Và sau cùng là chúng ta có động từ phản thân, sơ rê rút, thì nó cũng giống như bên trên, mà nó trở thành phản thân, tức là biến thành, chuyển thành, thay vì người ta biến cái này thành cái kia, ở trên này, biến thành, thì bây giờ tự nó biến thành, nuage qui se résout en pluie, mây chuyển thành mưa, một đám mây đen, nó bay ở trên trời, và bây giờ thành mưa thì rơi xuống dưới đất. Nuage qui résout en pluie, hoặc là les nuages se résolvent en eau. Đây chúng ta thấy là động từ ở số ít và bên dưới là động từ số nhiều. Lửa đã biến gỗ thành tro và khói. Le feu résout le bois en cendres et en fumée. Khối gỗ bây giờ biến thành tro và thành khói bay trên trời do lửa nó đã biến thành
le feu réseau, tout cela se résout à rien, tất cả những cái đó trở thành không, tất cả những gì đó không còn hiệu nữa và bây giờ nó trở thành hư vô, nó trở thành không. Đó là cách dùng ở dạng phản thân se résoudre. Và sau đây trong phần học các từ ngữ cùng gia đình, le mot de la même famille, chúng ta để ý tới hai từ ngữ. Thứ nhất là danh từ une résolution. Chúng ta sẽ thấy có một số ý nghĩa khác nhau. Giống như ở bên trên, chúng ta thấy động từ résoudre nó có nhiều ý nghĩa khác nhau. Résolution d'une difficulté, việc giải quyết một khó khăn. Résolution d'une équation, việc giải một phương trình. À, như vậy chúng ta thấy danh từ résolution đi với ý nghĩa là giải một phương trình, giải một bài toán hoặc là giải quyết một cái vấn đề khó khăn gì đó. Động từ résoudre biến thành la résolution. Kế tiếp, danh từ résolution có ý nghĩa là hủy. Résolution d'un bail, bail là một cái hợp đồng thuê, thuê một cái cơ sở, một căn nhà, một cái mặt bằng gì đó. Chúng ta phải làm một cái hợp đồng, đó là bail. Và bây giờ hủy cái hợp đồng đó đi, résolution d'un bail. Như vậy trong trường hợp này chúng ta thấy danh từ résolution nó tương tự như là động từ ở bên trên. Ở bên trên chúng ta thấy động từ résoudre có ý nghĩa là phân giải, là tiêu hủy. Và bây giờ hủy một cái hợp đồng thuê, đó là résolution. Và trong ý nghĩa cuối cùng, résolution de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale là quốc hội. Và trong trường hợp này, résolution mang nghĩa là nghị quyết của quốc hội. Thì trong trường hợp này, danh từ résolution nó mang cái nghĩa của số 3 của động từ, có nghĩa là quyết định. Trong những điều kiện như thế này thì tôi không quyết định được gì cả. Trong số các danh từ này, các ý nghĩa của danh từ résolution thì chúng ta cần để ý tất cả, bởi vì hay dùng lắm. Giải quyết một khó khăn, giải quyết một phương trình, rồi hủy một cái hợp đồng thuê và nghị quyết của quốc hội. Ở trong thời sự báo chí chúng ta cũng hay nghe nói nghị quyết của Trung ương Đảng hay của Bộ Chính trị thì là cũng dùng cái chữ résolution, một nghị quyết, tức là sau khi bàn thảo thì đưa ra một cái nghị quyết, và đây là nghị quyết của quốc hội. Sau khi đã coi các cách dùng của danh từ résolution, chúng ta coi ý nghĩa của tính từ résolu. Résolu có nghĩa là kiên quyết, và có những tính từ đồng nghĩa đó là décidé, déterminé, phép mà là chắc chắn, acti là gan dạ. Như vậy, một người có cái tính kiên quyết là một người có tính quyết đoán, gan dạ, cứng, vững chắc. Un homme résolu, một con người có tính quyết đoán. Un air résolu, một cái vẻ quyết tâm. Être résolu à faire quelque chose, quyết tâm là việc gì. J'y suis résolu, tôi đã quyết tâm làm việc này. Như vậy đây là tính từ chúng ta cũng rất là hay dùng. Cả hai từ ngữ cùng gia đình là danh từ résolution và tính từ résolu rất là hay dùng. Chúng ta cần để ý cách ý nghĩa, cách dùng của nó. Và bây giờ chúng ta để ý là sự khác biệt giữa participe résolu và participe résolu. Ở phần đầu bài chúng ta đã nói là ba động từ résoudre, dissoudre và absoudre chia giống nhau ở thể hiện tại và tương lai và các thể khác. Riêng ở passé composé chúng ta thấy có sự khác biệt là do bởi động từ résoudre nó có hai participe passé. Thứ nhất là résolu, thứ hai là résou. Résou thì giống như là dissou, giống như là absou thì ba trường hợp này giống nhau. Và tuy nhiên nó có một participe passé riêng, đó là résolu. Như vậy bây giờ chúng ta xem hai participe này được dùng như thế nào. Thì theo Viện Hàn Lâm Khoa học Pháp, tức là Académie Française, thì hai participe này cùng tồn tại. Nhưng mà participe résolu dùng với ý nghĩa là giải quyết, trong khi participe résolu dùng với ý nghĩa là phân tích các yếu tố, các thành phần. Như vậy, trường hợp thứ hai thường thường dùng trong lý hóa, trong vật lý và hóa học, trong khi các trường hợp tổng quát còn lại thì người ta dùng participe là résolu để giải quyết một bài toán, giải quyết một khó khăn, giải quyết một tranh chấp. Trong tiểu nhóm ba động từ này chúng ta sẽ xem động từ thứ hai là động từ dissoudre. Động từ dissoudre nó chỉ có một participe, đó là dissou, đây là một ngoại động từ trực tiếp và có các ý nghĩa sau. Ý nghĩa thứ nhất là hòa tan,
nước nóng hòa tan muối dễ hơn là nước lạnh. Lô sốt disu là ngôi thứ ba số ít. Lô sốt disu lê xe là các loại muối khoáng. Plus facilement que l'eau froide, nước nóng thì hòa tan các cái loại muối dễ dàng hơn là nước lạnh. Như vậy ý nghĩa thứ nhất là hòa tan, ý nghĩa thứ hai là làm tan rã, làm tiêu tan cơn nóng giận, dissoudre la colère, giải tán quốc hội, dissoudre l'Assemblée nationale. Hôm nay là ngày 29 tháng 8, 2024. Thì cách đây gần 3 tháng ở bên Pháp có một sự kiện chính trị rất là đặc biệt, đó là Tổng thống Macron đã giải tán quốc hội. Nếu cho chúng ta tìm hiểu về sự kiện này thì chúng ta thấy là sau kỳ bầu cử thì có cái sự vươn lên, sự tăng lên về số lượng tỷ lệ bầu của bên phe hữu, do đó Tổng thống Macron đã giải tán quốc hội. Le président Macron dissout l'Assemblée nationale le 9 juin 2024. Và nếu chúng ta dùng danh từ la dissolution thì le président Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. Ở trên chúng ta dùng danh từ annoncé la dissolution, ở bên dưới chúng ta dùng động từ le président Macron dissout. Như vậy ý nghĩa thứ hai của động từ dissout là làm tan rã, ý nghĩa thứ nhất là hòa tan, ý nghĩa thứ hai là làm tan rã. Và với ý nghĩa là hòa tan, chúng ta có một danh từ rất là hay dùng ở trong khoa học, đó là dung môi, un dissolvant. Dung môi là một cái chất gì nó có thể hòa tan một cái chất khác. Ví dụ rượu là một dung môi rất là mạnh, l'alcool est un puissant dissolvant. Để chúng ta thấy lấy rượu để chúng ta hòa tan các chất khác, do đó không lạ gì mà khi người ta ngâm các cái loại thức ăn đơn giản ở trong bếp của gia đình, ngâm tỏi, ngâm gừng, ngâm ớt, ngâm các cái cải chua thì người ta ngâm vào trong rượu thì nó sẽ ra cái hoạt chất của nó. Và người ta nói là rượu là một dung môi rất là mạnh, l'alcool est un puissant dissolvant, danh từ dissolvant dùng trong khoa học. Về động từ thứ ba, absurde, cũng nằm trong nhóm của ba động từ chia giống nhau này. Động từ absurde có participe là absurde. Chúng ta không nói nhiều về động từ này bởi vì đây là một động từ dùng riêng ở trong nghi thức của Công giáo Liturgie Catholique. Đây là chữ viết tắt. Trong thời điểm người ta viết tắt như thế này, thực sự nó là Liturgie Catholique. Ở trong nghi thức của đạo Công giáo thì người ta dùng động từ này với ý nghĩa là miễn xá tội cho ai, absout kenka de se peche. Như vậy để tóm lại bài học số 57 này, chúng ta cần để ý những điểm sau đây. Đây là một nhóm gồm có ba động từ chia hoàn toàn giống nhau và cách chia nó đặc biệt như thế này. Rồi tôi xin lặp lại: je résous, tu résous, il résout, nous résolvons, vous résolvez, ils résolvent. Nó chia giống nhau, tuy nhiên giống nhau mà nó lại có một chút khác biệt với cái động từ thứ nhất là résout, bởi vì nó có hai participe và participe đầu tiên résolvi rất là hay dùng, trong khi participe thứ hai thì cũng giống như hai động từ kia. Chúng ta cần để ý tới sự khác biệt ở thì quá khứ passé composé. Và điều thứ ba nữa chúng ta cũng để ý là nếu có ký tự S thì nó nằm trong cái nhóm này, còn nếu không có ký tự S nó nằm trong nhóm này, và nhóm này chúng ta chưa học, chúng ta sẽ để dành cho một bài khác. Nó cũng có các ký tự cuối là O, U, D, R, E, nhưng mà nó không chia như thế này, nó chia theo một cách khác. Qua phần học về động từ résoudre thì chúng ta để ý tới hai ý nghĩa đầu tiên, tức là giải một bài toán, và ý nghĩa thứ hai là giải quyết một vấn đề, và ý nghĩa thứ ba là quyết định. Và từ ý nghĩa quyết định này chúng ta thấy có cái danh từ bên dưới là résolu. Résolu là một người quyết đoán, dễ dàng quyết định, không có bị chần chừ. Résolu, một con người có tính quyết đoán, đây là một tính từ. Và chúng ta có danh từ từ động từ résoudre là giải quyết, tức là une résolution. Résolution là một giải pháp và dùng ở trong thời sự về chính trị. Résolution là một quyết tâm hay là một nghị quyết. Và một ý nghĩa cách dùng khác nữa của danh từ résolution trong khoa học, đó là độ phân giải của màn hình. Chúng ta hay nghe nói của màn hình TV, màn hình vi tính, nó có cái độ phân giải thế này thế kia, đó là danh từ résolution. Và résolution pour l'année nouvelle là quyết tâm cho năm mới. Thường thường các bạn trẻ, các bạn sinh viên hay có một cái quyết tâm cho năm mới là phải học cái gì, là phải giải quyết cái gì. Đó cũng là danh từ résolution.
Và tính từ Rezoni, đây là một tính tốt của một con người có tính quyết đoán, dễ quyết định, không có ngập ngừng. Và sau cùng là danh từ Dissolvent dùng cho các sinh viên học ngành khoa học. Dissolvent là dung môi. Xin chào tất cả mọi người.